kiến thức đối kháng. Mỗi đội sẽ lựa chọn một trong bốn gói chủ đề câu hỏi mà chương trình đưa ra gồm gói ẩm thực, gói trường lớp, gói động vật và gói tổng hợp. Mỗi gói câu hỏi sẽ gồm 10 câu, trong đó 5 câu dành cho con, 5 câu dành cho cha. Tổng thời gian để cha và con trả lời là 1 phút 30 giây. Trong thời gian quy định, nếu không trả lời được câu hỏi, cha và con có quyền bỏ qua để tiếp tục câu tiếp theo. Câu hỏi bỏ qua sẽ được quay lại nếu còn thời gian. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 1 điểm. Bạn nhỏ nào và cha nào sẽ phối hợp tốt hơn để trở thành đội chiến thắng chung cuộc? Bây giờ xin hỏi bé Nguyên Khang và ba Trung, ai sẽ là người trả lời trước? Ba trả lời trước hay là con? Con thích trả lời trước nha ba. Hay để ba trước đi ha. Dạ. Rồi xin hai ba con chọn một trong bốn gói câu hỏi. Con chọn gói động vật. Giờ mất cái động vật là mình chỉ còn ba cái còn lại. Như vậy là bé Nguyên Khang và Gia Vinh đã chọn gói động vật và chúng ta có 90 giây để trả lời trong 10 câu hỏi. Thời gian 90 giây dành thay cho con bé Nguyên Khang và Gia Vinh để trả lời gói câu hỏi kiến thức của mình. Bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất, con gì đi dọc lại thành đi ngang? Con gì đi dọc lại thành đi ngang? Con cô. Câu này coi như không được tính. Ba nhắc là tạm được. Con vịt thuộc loại gia súc hay gia cầm? Con vịt thuộc loại gia cầm. Chính xác. Con hãy giả tiếng con chó sủa. Gâu gâu. Chính xác. Con của con trâu được gọi là con gì? Con của con trâu được gọi là con gì? Con không biết, con bỏ qua. Cô lát nữa cô quay lại. Con bỏ qua. Câu thứ 5, ba của con tuổi con gì? Dạ, ba của con tuổi con trâu. Sai.